trong đầu lúc nào cũng tụng kinh mà lại nói tục này nọ đúng không? Cái này là do cái tập khí nữa, tập khí và thiếu chánh niệm. Thì chánh niệm nó còn mỏng quá thì tập khí nó lôi đi, cho nên dù mình đang tụng kinh tụng pháp mà mình vẫn có khởi lên những cái lời không có ái ngữ, thì phải thực tập chánh niệm nhiều vô và siêng giữ các cái giới đã thọ. Nghĩa là nếu mình là Phật tử mình giữ ngũ giới thì mình phải giữ tròn ngũ giới, làm chủ giác quan hộ trì các căn. Nói chung là mình tập cái quán sát là khi mình nói cái gì mình biết mình đang nói cái gì, khi có cái ý nghĩ gì xấu khởi lên trong đầu thì mình tập quan sát, mình nhìn thẳng cái những cái tạp niệm mình khởi lên, thì từ từ đó những nó suy giảm xuống và cái chánh niệm nó lớn dần lên, thì mình thắng được những cái tập khí xấu từ bao đời nó lôi mình đi. Rồi hỏi cô là có căn cô căn cậu mới đi chùa được hay không, rồi tại sao trong chùa là có bàn thờ này bàn thờ kia làm như vậy, cho nên là người ta vừa đi chùa người ta đi coi bói có phải hay không. Thì bây giờ sư cô trả lời là Đức Phật đó là từ bi, nên ba cõi sáu đường này đều có thể quy Tam Bảo, chứ không phải riêng gì những người có căn cô căn cậu mới quy được, mới tu được. Ai cũng đều tu được hết, mọi loài đều có thủ tu được, ráng mà có duyên với Đức Phật thì đều nương nhờ Tam Bảo và tu được hết, chứ không phải ai có căn rồi mới tu, ai không có căn là không tu, không phải. Còn cái chùa chính thống á, thì thờ Phật Long Thần Hộ Pháp ở chùa, còn ở chùa có những cái bàn thờ vong, bàn thờ thần núi, như ngay cả ở Hàn Quốc đây nè, chùa nào cũng có cái miếu để mà có cái điện thờ nhỏ nhỏ để thờ thần núi nè, thổ thần nè, thậm chí các cái chùa ở gần biển là có điện thờ thần Long Vương vân vân, thậm chí là có cúng cô hồn, cúng đại bàng vân vân. Cái này là vì sao? Vì cái lòng từ bi thương giúp họ thoát khổ, cũng như là tri ân. Đức Phật đã dạy có tứ ân, thì trong đó có ân của chúng sanh vạn loại, cho nên mình thờ từ phải hiểu theo nghĩa là tri ân và báo ân, chứ không có hiểu theo nghĩa là mê tín. Đất có thổ công, sông có hà bá, ai cũng ông bà mình cũng nói cái này cũng biết đúng không? Trên rừng thì có thần rừng, ở dưới nước thì có thần nước thôi, cho nên là từ xưa bao đời nay mình kính kính lễ tổ tiên, kính nhớ mấy cái thần đó thì mình kính mà mình thờ, chứ không phải là mê tín, với cái ước nguyện là tri ân báo ân thôi. Thì những vị thọ thần, thổ thần, thiên thần cũng có người lành người dữ, thì mình biết là có người hiền thì họ cũng hộ cho chúng già lam thôi, chứ không có gì là mê tín hết à. Với cái đó thờ thì bình thường ha. Còn cái việc mà nói là đi chùa mà còn xem bói tử vi có phải của Phật giáo không, thì cái này là không phải ha. Theo trong Phật giáo thì không có xem bói và tử vi, không có thể thuộc giáo lý của đạo Phật. Còn giáo lý của nhà Phật tại sao còn thờ mấy cái thần, thì đó cô nói đó, cái mà tri ân và báo ân thì theo cái tinh thần này thì mình có thể thờ thần, chứ không phải là theo mê tín gì đang nghĩ chân hết đó. Còn cái bàn thờ vong, bàn thờ cô hồn rồi quá là từ bi đi chứ đúng không? Như vậy là mình còn độ cho cả những cái chúng sanh mà vô hình mà chưa có được siêu thoát, nên là không có cái gì mâu thuẫn hết nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, ôi cái câu hỏi dài khủng khiếp, đọc xong câu này chắc hết luôn giờ quá quý vị. Con có một trường hợp, một người bạn của con tức là em ấy nhỏ tuổi hơn con bị bệnh lupus ban đỏ, căn bệnh không có thuốc chữa, mỗi người mang bệnh sẽ có một phản ứng cơ thể không ai giống nhau. Em ấy mang căn bệnh của mình làm lá chắn cho việc yêu đương mù quáng một người con trai, làm tổn thương cha mẹ em ấy rất nhiều. Dù trước khi có bạn trai, em ấy là thần tượng của rất nhiều người khác, với hình ảnh con ngoan trò giỏi, biết đặt mục tiêu phấn đấu và đạt được thành quả sớm hơn mục tiêu đặt ra, ai cũng yêu mến em. Đến nay em ấy lại phản kháng với cha mẹ rằng con bệnh như vậy ai mà yêu con, chỉ có người đó mới yêu con thôi. Em ấy không biết rằng khi em ấy bệnh thì em ấy đau một, cha mẹ em đau gấp 10, gấp trăm ngàn lần. Bây giờ khi biết em ấy có ý định sống thử với người yêu con cùng các bạn thân, thật sự không khuyên nổi em ấy, chỉ lo ba mẹ em ấy dưới quê mà biết chuyện chắc sẽ không chịu nổi. Con cùng các bạn thân của em ấy cũng bị em ấy rời xa từ khi em ấy quen bạn trai, không phải tụi con làm gì mà vì lúc xưa chưa có người yêu thì cả nhóm như một gia đình. Nhưng đến đây em ấy vì bạn trai không kính trọng cha mẹ, về quê không thưa hỏi, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, sau này chỉ sợ em ấy khổ, cha mẹ em ấy vì thương em nên cũng không dám nói gì. Con may mắn được biết đến Phật Pháp, được nghe sư cô giảng Pháp, từng ngày cố gắng hành theo lời Đức Phật, cố gắng giữ gìn ngũ giới, nhưng con chưa đủ cơ để độ cho em ấy. Cô ơi, con từng giải vây được cho rất nhiều hoàn cảnh tiêu cực khiến họ có suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng còn với em này thì con không đủ duyên để giúp. Con mong cô khuyên răn em ấy cũng như tất cả mọi bạn đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Các bạn phải trân quý khoảng thời gian còn lại của mình, đền đáp công ơn cha mẹ, cả đời mình đền không hết, cớ sao quay lưng vì một người xa lạ mà mang lại đau thương cho cha mẹ mình. Con nghĩ tất cả các bạn đều biết trước được thời gian còn lại của cuộc đời, sẽ luôn tranh thủ làm tất cả sự lành lợi lành cho gia đình, cho cộng đồng, để khi ra đi cũng không còn luyến tiếc vì những gì mình chưa làm được. Con xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến sư cô, người đã cho
Một đứa tu ngang hông như con có thể hiểu được Phật học phổ thông đến trái tim của Đạo Phật là gì? Trời ơi, câu hỏi quá chừng dài luôn á, đọc mệt luôn á quý vị. Sao kỳ vậy? Vì bạn muốn khuyên bạn nói hết trơn rồi, cho nên là cô có gì đâu cần phải nói thêm. Câu này cô không có trả lời được, tại đây là cái nhận xét hoàn toàn chủ quan một chiều của mình về bạn mình. Chuyện kể từ một phía thì cô không thể nào tư vấn được, mong thông cảm ha. Tôi phải nghe cái đối phương đó nói chứ. Giờ mình kể quá chừng kể mà cô đâu có biết thực tế nó làm sao rồi cô nói theo làm sao được. Cho nên thôi ha, cái câu này là nói một chiều như vậy cô không có đánh giá phân tích được, với lại cái người hỏi cũng không phải là cái đối tượng đang muốn hỏi nữa, mà là mình hỏi theo cái ý nghĩa chủ quan vậy thì xin được phép không trả lời cái câu này nha. Rồi. Đức Phật dạy ta tu theo Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo là tu giới định tuệ. Rồi. Còn theo pháp môn Tịnh Độ là tu theo tính hạnh nguyện. Vậy giới định tuệ với tính hạnh nguyện có giống nhau không ạ? Xin sư cô giải đáp giúp con. Ôi, đây là một cái câu hỏi căn bản tiêu biểu theo sư cô được biết là trên báo Giác Ngộ cũng có trả lời, Quý Hòa Thượng Lớn cũng đã có trả lời câu hỏi này rất 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 nhiều lần nha quý vị. À, tính hạnh nguyện và giới định tuệ có giống nhau hay không? Cái này giảng quá chừng giảng rồi, Google có luôn đó quý vị. Thì bây giờ thôi giảng lại một lần nữa thì sư cô nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất ha. Tính là cái tâm sở thiện, người tu hành cần nuôi dưỡng để phát triển cái tính tâm. À, niềm tin là mẹ của tất cả các công đức. Cái câu này là ai cũng biết từ đầu tiên, niềm tin là mẹ của tất cả các công đức. Mình phải có một cái tín tâm với Phật giáo, với Tam Bảo thì mình mới nuôi dưỡng cái tín tâm này nó thành cái chánh tín được. Thì muốn cái tin này, cái niềm tin mà trở thành niềm tin chân chánh, niềm tin đúng đắn thì phải có cái thấy chân chánh, tức là cần phải có cái gì, chánh kiến là chánh tư duy, đúng rồi, tán bát chánh đạo này nó bổ sung với nhau mà. Khi có chánh kiến là chánh tư duy thì tự động sẽ có cái gì, hành động đúng đắn, niềm tin đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, phương pháp làm việc đúng đắn. Cái này gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tự bạn cũng biết là bát chánh đạo nó tương xứng với giới định tuệ rồi đúng không, cái này không cần phải phân tích thêm nữa đúng không. Cái này cô đã giảng rất là nhiều lần rồi, những cái chi phần trong bát chánh đạo nó tương ứng với giới định tuệ như thế nào, đây là cái căn bản mà người Phật học nào, học Phật nào cũng biết hết. Thứ hai là xong là cái tín rồi đúng không, rồi tới cái hạnh nè. Hạnh là cái gì, cái là hành động việc làm của thân khẩu ý. Người tu học cần phải nuôi dưỡng cái gì, nuôi dưỡng cái chánh hạnh đó, chánh hạnh đó chính là giới đó quý vị. À, chứ sao nói là tín hạnh nguyện không liên quan đến giới định tuệ, phân tích nó là giới đó. À, cái hạnh là cái hành vi lời nói của mình, nó liên quan lời nói việc làm ý nghĩ của mình là nó thuộc về cái giới nè, tức là tâm thì không có sân si nè, miệng thì không có nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời thêu ác, không nói lưỡi đưa chiều đúng không, không nói lời vô ích, không nói lời đùa phù phiếm nữa, thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 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 uống rượu nè, đó thì đó là chánh hạnh rồi đó. Phải 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 giới, nãy cô nói là tính này đúng không, hạnh đúng không, đó liên quan đến giới định tuệ chưa. Rồi bây giờ cuối cùng là cái nguyện nè, cái nguyện là cái gì, là cái mong muốn, cái ước nguyện của mình. Cái chánh nguyện được xem như là dục, dục như ý túc. Cái bài này cô giảng một bài dục như ý túc rồi đúng không, chúng ta cần có cái ước nguyện lành, cái ước nguyện hướng thượng. Nếu như chúng ta không có cái hướng thượng, hướng thiện, cái mong muốn cái điều lành, không có mong muốn giải thoát thì sao mình tu đó. Do vậy tu hành là phải cần đủ cái tính hạnh nguyện, và tính hạnh nguyện cũng không ngoài giới định tuệ ha. Cái phần này là do các cái bài giáo lý, các lớp Phật học phổ thông, quý thầy quý hòa thượng muôn đời muôn kiếp bao đời nay đã giải rất là nhiều rồi, cho nên là không cần phải nói nhiều nữa, mình có thể Google thêm. Còn là cô giải thích đơn giản cho mình thấy đó ha, thì tính hạnh nguyện nó cũng không ra ngoài giới định tuệ nha. Rồi.